mình quẹo vô Mirage, come on, hết đường quẹo rồi. Trời ơi, con mấy người chờ qua đường cả đông dễ sợ. Bà con qua đi bộ coi lũ khủng luôn. Water show nha, theo tiếng nhạc nha. Oh yes. Let me see what spring might come. I took my own mind. In other words, hold my hand. Con thấy. Very good, con.
Có đèn vô đẹp quá hả? Con ok không mẹ? Con cái đứng dưới đứng dậy, đứng dậy coi chút nữa thôi đó. Chạy chút con. Không lại cho mày luôn nhé. Có những cái flavor khác nhau nè. Thì cũng bình thường thôi, cái này thì ở đâu cũng có. Ở đây gondola ride giống như cái thuyền nè, có mấy anh Ý nè, mà anh men này chắc men Mỹ. Áo sọc sọc. Chèo đưa mình đi khắp ra. Hồi xưa nó ở trong nhà hả, giờ nó nó cũng hình như nó cũng đi thông vô trong nhà nữa. Rồi nhiều khi mấy anh vừa đi vừa hát nữa. Nhiều người ta đám cưới người ta thích tới đây, người ta leo lên cái ride đó rồi người ta mặc hình cưới cô dâu chú rể vậy mà chụp hình, ta thích lắm á. Còn này buổi tối mà mình không có thấy được cái cảnh rõ bằng ban ngày. Mà nước đẹp không, nước hồ mà trong veo đẹp quá. Oh wow, nhìn cái building nè. Cái kiểu nó xây kiểu cổ kính giống như là mấy cái building ở bên Ý, nhưng mà bên Ý cái kiểu thì như vậy nhưng mà nó cũ hơn nhiều. Ở đây mà giả cho nên mới.